Trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Thiên đường công tác, tình yêu trao cho anh khi xưa đâu nào phôi pha. Đừng lừa dối con tim anh sẽ không buông tay em. Biết đâu mà gần đôi mắt yêu đôi đã cười quay lại nơi anh. Anh mới rằng cơn mưa qua đã có chưa lấp được nụ cười đau thương kia. Nước mắt đó đã rơi vì em nó vấy vấy. Nhìn anh nhớ lúc ngày xưa, giờ ở đâu anh còn là em. Em đã khác rồi, em muốn quên lưng quên hết đi. Tình yêu trong anh sẽ tan ra rồi, anh không muốn, anh không muốn. Chắc chắn một điều là em với Đạt là đều rất là coi trọng cuộc thi này. Mình biết là tới đây thì mình lên mình phải đấu thôi, nhưng mà mình phải hy vọng là em với Đạt cùng vô. Với ba cặp thí sinh vừa rồi, chúng ta đã có ba thí sinh ở sàn tiên phong được bước tiếp vào top 12 của dự án số 1 The Debut. Nhưng trước khi đến với sự nhận xét và công bố kết quả của ba vị Oras thì một lần nữa Kim muốn hỏi, nếu phải lựa chọn thì hôm nay Quốc Trung nghĩ ai sẽ là người xứng đáng chiến thắng? Em thấy anh Nhân là người chiếm lĩnh sân khấu tốt hơn. Nhưng mà để xét về cái cảm tình trong giọng hát thì em thấy Đạt chiếm được cảm tình của em nhiều hơn. Còn để mà đưa ra quyết định thì em xin phép được chọn anh Nhân ạ. Và Ngọc Vy? Lại là một điều khó nhất em từng làm trong đời. Vòng này thì em chọn anh Đạt, bởi vì là em chưa bao giờ thấy anh Đạt bùng nổ như vậy. Xong rồi mang kính dâm trên sân khấu, sau đó mặc áo bằng da, mặc giày da. Như vậy là anh Đạt giống như là thay đổi mình để sống sót qua vòng này. Vậy là Ngọc Vy thích Đạt của ngày hôm nay à? Đạt của ngày hôm qua thì sao? Ngày hôm qua thì nó hơi hơi đơ, giống như là có người cầm súng một đầu rồi đó. Thế là thích cái nào hơn? Thích hôm nay hay hôm qua? Em thích cả hai. Thầm đi. Nghe sự lựa chọn của Kiều Trinh thì chết mê mệt Nhân luôn ấy. Đúng cái kiểu mà bạn ấy bình thường
cứ im im ấy. Nhưng mà lên sân khấu thì cách hát giống như kiểu là cảm giác như kiểu bạn ấy chỉ hát trên sân khấu có một lần cuối cùng thôi, cái kiểu đấy. Thích chọn Nhân, xin lỗi Đạt. Cảm ơn Trinh. Và còn Quốc Anh thì em và Hiệu Nhân khá là thân thiết từ vòng 2. Hôm nay đúng là một cái gì đó mà Hiệu Nhân làm như thế là lần cuối được hát ấy. Và rất đẹp trai. Đẹp trai thật sự. Ngày thường không thể đẹp trai như thế này. Về Đạt, em rất rất thích Đạt. Bởi vì Đạt có một cái gì đó nó rất là lãng mạn trong giọng hát. Nó... Đạt cũng đẹp trai vậy. Đạt cũng đẹp trai. Có hôm nay cũng đẹp trai hơn ngày thường. Quốc Anh là em chị Nguyệt. Cả hai hôm nay đều làm rất tốt nhưng em sẽ chọn Hiệu Nhân. Em cũng có cái cảm giác là anh Nhân dốc toàn bộ sức của mình ra để trình diễn ngày hôm nay. Và như thể là đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy đứng trên sân khấu này ạ. Có vẻ là Hữu Nhân đang chiếm ưu thế hơn Quốc Đạt. Thì Nhân cảm thấy như thế nào? Thì em cảm ơn mấy bạn nhiều. Cảm ơn nhiều luôn. Hy vọng là sau chương trình này thì mình sẽ được gặp mấy bạn nhiều hơn. Quốc Đạt thì sao? Có lo lắng không em? Khi mà Hữu Nhân đang chiếm ưu thế hơn về sự lựa chọn của khán giả. Tại vì bước vào cái vòng này á, em đã cố gắng để ép mình thay đổi hình ảnh. Tại vì thật sự là hồi đó giờ em chưa bao giờ mà mặc đồ như vậy, là diễn những bài như vậy luôn. Là em thấy cũng đã thành công, em thấy thỏa mãn rồi. Và như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét và công bố kết quả từ ORAS. Mọi người nói trong tiết mục này Nhân cháy hết mình như là lần cuối biểu diễn. Nhưng lần cuối biểu diễn ở trên sân khấu này là debut 2018. Mà các bạn ơi, các bạn à, mọi người ơi, có ai đứng lên được không ạ? Có ai đứng lên được không ạ? Thì bao giờ mới thay đổi? Đó là lý do tại sao mà Tràm thích một Hữu Nhân sâu lắng là vì thế. Nó sẽ tinh tế hơn rất là nhiều. Và đừng nói hôm nay Quốc Đạt hát không như lần cuối. Ở phần thi này Tràm đánh giá Quốc Đạt cao hơn. Mà thật sự là Tràm không khó khăn gì trong sự lựa chọn lần này đâu. Tràm chọn Quốc Đạt. Rất dứt khoát. Cảm ơn Oras hơn Tràm. Tại vì anh Nhân, anh làm tốt nhưng mà nó giống như vậy những lần trước. Ở phần trình diễn này là Quốc Đạt đã bất ngờ, nhưng sự bất ngờ này lại trọn vẹn và thuyết phục. Quốc Đạt, hôm nay em thực sự tỏa sáng. Hôm nay em rất hay. Chị chọn. Chưa đưa ra quyết định được. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Chị nói thế thì em còn nói gì nữa? Để em nói xong rồi. Đối với Hữu Nhân ngày hôm nay thì thật sự là Phúc không thấy có được điểm mới mẻ. Khi mà anh nghe thấy tên bài hát và cũng như là nghe thấy cái bản phối, nhìn cái bản phối, anh rất lo lắng cho Quốc Đạt ngày hôm nay. Nhưng mà những cái thể hiện ngày hôm nay của Quốc Đạt và cũng như là Hữu Nhân thì anh nghĩ là đây sẽ là một cái phần lựa chọn mà cả ba vị ORAS sẽ cùng đồng thuận nhất trong 4 phần, anh cũng chọn Quốc Đạt. Như vậy người chiến thắng ở vòng thách đấu này của cặp thí sinh này, xin chúc mừng Quốc Đạt. Em đã nhận được 3 sự lựa chọn của ORAS. Em rất cảm ơn 3 lời nhận xét của 3 vị ORAS nè. Và qua đây em muốn nói là thực sự thì khi mà em đối đầu với anh Nhân như tiết mục này thì anh Nhân như em đều rất là muốn là không cả hai đều không muốn đấu với nhau và đều muốn là dìu nhau lên và cố gắng làm thể hiện hết sức mình để mà cả hai cùng được ngồi trên cái hàng ghế đó. Hai anh em nói nhau là bây giờ diễn như là lần cuối cùng đến cái này, cố gắng hết sức để mà là cả hai cùng được vào. Em thấy đó là điều rất may mắn vì em đã được hát với anh Nhân và đã thay đổi phong cách vì anh Nhân.
Phúc vẫn luôn luôn nhận định bạn là một người rất là tài năng. Nhưng có thể là trong cái lần này thì cái may mắn chưa đến với Nhân ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ có một ngày gặp lại Nhân sớm. Anh Đạt là người duy nhất vật lộn được vào. Đấy, thế thì nói ôm cả. Cố lên nhá, chuẩn bị sẵn tinh thần lúc nào mọi chuyện có thể xảy ra. Trước khi tham gia chương trình này thì em có một cái điều ước là em sẽ được ngồi ở trên sân khấu này một lần. Cho nên giờ chắc cho em xin được. Ra ngồi chung nào. Và sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Sao anh khó ai làm người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là đủ. Mà không biết em sẽ yêu lòng em bao nhiêu. Về ký ức, về những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lớn yêu em rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được top 12 của dự án số 1 đời debut 2018. Và ở phía trước còn rất nhiều thử thách khắc nghiệt dành cho tất cả các bạn thí sinh. Xin cảm ơn thương hiệu trà Thanh Nhiệt, Dr. Thanh và website thương mại điện tử tiki.vn đã đồng hành cùng chương trình. Cơ hội may mắn dành cho một thí sinh duy nhất trở lại sân khấu dự án số 1 The Debut 2018. Hãy nhanh tay bình chọn cho thí sinh yêu thích nhất trên ứng dụng TikTok. Hãy ủng hộ cho mình trên app TikTok nha. Hãy ủng hộ cho mình trong app TikTok nha. Top 3 thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất sẽ có cơ hội quay lại. Hãy bình chọn nó xuyên nhé mọi người. Cổng bình chọn sẽ mở từ 23 giờ ngày 20 tháng 7 đến 12 giờ ngày 31 tháng 7.